Lô chị. Chị Trâm Nơ, khỏe không? À, khỏe chị. Cảm ơn chị. Mới đi Việt Nam về hả? Em mới nghe là chị mới đi Việt Nam về. Đúng rồi, đúng ghé, rồi. Chị có ghé Dòng Muôn Lời không? Dòng Muôn Lời ở đâu ta? Hôm bữa đó, chị phỏng vấn Ba Cha đó. Chích cha. Quên à? Quên. Ôi trời ơi, vậy là quên luôn rồi. Chị đi ra ngoài chỗ, chị đi ra chỗ Cha Trần An à? Cha Trần An, trời ơi, ra Nha Trang mà quên. Ồ vậy hả? Đi Nha Trang mà quên luôn, mấy ông Cha đó luôn hả? Quên mất tiêu luôn á nha. Trời ơi, ông nội ơi, quên mất tiêu luôn. Quên bẵng luôn á. Không ai nhắc mình chứ không trời. Trời đất. Em nhớ lúc mà chị hát xong thì chị bảo được rồi, mai mốt em con đi về Việt Nam. Đúng rồi, nó nói là có mà sao quên luôn. Mới hỏi em là chị về tới chưa? Chết bà rồi, trời ơi là trời. Chết mồi, phải xin lỗi cha rồi, trời ơi, quên. Quên không nhớ luôn mày. Bây giờ chuyện nhắc em còn không nhớ nữa. Xong... Trời ơi, ông nội ơi. Bây giờ vậy. À, tụi em sắp làm cái bữa tiệc cho cha tịch đó, cha tịch thai nhi á, chị không nghe có biết cha tịch thai nhi không? Biết, có nghe, có nghe hồi đó rồi đó. Ở Nha Trang luôn đúng không? Không, cha ở bên Biên Hòa, cha ở Hồ Nai á. Ờ, Hồ Nai hả? Ờ, bây giờ tuần thứ hai, thứ ba là chị có giờ không? Chị có giờ để học với cha không? Ủa, nhưng mà show ngày nào? Show là ngày 8 tháng 9 á. 8 tháng 9 hả? 8 9 8 đâu có đây đâu. Chết bà rồi, 8 9 8 không có đây. Bây giờ tạm phòng bệnh cha để cho sự âm kêu gọi người ta tìm cho tình cha đó là được. Ồ, ok, được. Thì tắm giới thiệu cho. Bây giờ thứ 3, thứ 2 thì đó chị bà. Cảm ơn có thầy giờ nào không? Để có gì tắm gọi lại để tao coi tắm coi như thế nào. Show đi ra, tại vì cha còn ở lại đây tới thứ ba, cha bay đi từ bang khác rồi. Chắc là thứ ba, chắc thứ ba được, có thứ hai mắc chở ngoại đi bác sĩ rồi. Ba có chưa chưa nhở? Ba có chưa chưa đi ha. Chắc được. Chị coi giờ đi. Chắc chưa chưa. Ok ok. Ba chị, ok cảm ơn chị ơi. Ba chị ơi. Trời đất ơi, chết rồi. Trời, quên mất tiêu luôn, không nhớ một tí luôn á. Công nhận á, cái đầu thiệt tình luôn á. Tại sao vậy ta, tại sao mình phải lại quên cái đó? Rồi mình ra tới Nha Trang rồi, mình đâu có nhớ là phải ghé Dòng Muôn Lời ta. Đang ra mộ ngoại mà hồi sáng này nè, hẹn với chị Câm Thao với lại bà ngoại là đi ra mộ ngoại với lại thăm Đức Tiến luôn. Cái xong cái nhờ chị Thao là mua hoa cho ngoại rồi mua hoa cho Đức Tiến giùm luôn. Cái hẹn là 10 giờ rưỡi ngủ hả, không để báo thức, để báo thức là 9 giờ mà nó không nghe luôn. Ngủ tới 11 giờ luôn mà chị Thao chỉ gọi quá trời tắm cũng nghe luôn. Xong cái gọi cho bác két nghe, bác két thức tắm dậy lúc đó 11 giờ rồi. Cái gọi lại chị Thao nói hả, trời ơi gọi thôi quá trời, xong được đấy, trời ơi ngủ đâu có nghe gì đâu. Xong cuối cùng chị Thao mới tới mộ ngoại, xong rồi cái nói bà ngoại dắt chị Thao tới mộ Đức Tiến. Tại Thao nói Thao không biết mộ Đức Tiến, cái má nói là má biết, má dắt Thao tới mộ Đức Tiến cắm bông cho ổng á. Rồi bây giờ tắm mới tới, tắm kinh nè. Tới thăm đâu có mua hàng chi, tại Thao mua rồi. Ok, tới rồi các. Rồi, lần đầu tiên trong đời mà mẹ đi ra mộ ngoại mà mẹ không có mua hoa cho, không cần mua hoa cho ngoại. Trong đời luôn. Ba ơi, ghê gần nè ba ơi. Ngày hôm qua đáng lẽ con đi lắm á ba, nhưng mà hôm qua con lu bu quá, ship đồ ship tưởng trước mẹ cho nên con không có đi được thăm ba ngày hôm qua, thì hôm nay con ra nha.
hoa hồng nè, hoa gì đây, khác đi, giờ con lao mộ cho ông ngoại đi rồi mình đọc kinh sau, lấy đồ trong đó ra, lấy cái giấy đó đó đó, cái giấy đó đó. Ôi, sạch sẽ rồi. Đứng đây mày chụp cho con tấm hình với ngoại nè. Rồi ok, mình đi đọc kinh cho ngoại. Qua đây. Rồi, đã đọc kinh xong rồi. Cái đó là cái gì vậy mẹ? Hả? Cái gì? Cái là... cái cục đất á, người ta đào đi lên lên nè. Cái chỗ này nè, cái chỗ này là người ta chuẩn bị á. Phải không? Không biết nhưng mà nghĩ vậy á. Người ta bắt đầu người ta ấy lên nó sao á. Thôi mình đi, đi qua mộ chú Đức Tiến một cái. Thăm mộ chú Đức Tiến một cái. Tới rồi. Lâu rồi tôi không ghé ông à, ông Đức Tiến. Bữa nay tôi ghé nè. Và mộ của ông lúc nào cũng hoa sum sum túc quá ha. Ủa, mấy cái hoa nó héo rồi kìa. À, hoa này của chị Thao nè. Giống bên mộ ngoại luôn nè. Ồ, cũng chưa có chữ luôn á các. Nhưng mà kìa này có cái hình. Ôi, có cây sen đá luôn. Mộ ở đây đã nè các ha. Mộ ở đây là người ta để nhiều nhiều chậu này kia được, còn bên ông ngoại không có được. Bên ông ngoại đâu có cho để chậu này kia, người ta dẹp hết á. Đức Tiến có gì mới không ông? Bữa giờ cả tháng là tôi mới ra ông nè. Cái này héo rồi nè. Ok, thôi mình đọc kinh cho chú ha. Ở đây có nhang sẵn luôn nè các bạn. Ui, một bó nhang là để đây luôn. Hay quá ha, đây nó có chỗ để nhang không có điểm bị mưa ướt nè. Rồi ở đây cũng có một hộp luôn nè. Cũng may ở trong xe tắm có hộp quẹt để thắp cho ông Đức Tiến cây nhang sẵn. Sẵn có, cũng may là có cát nó ra nó lấy hộp quẹt nè. Tắm kêu nó. Có lửa không con? Hên quá, có nhang tôi thắp cho ông một nén nhang nha. Wow, bên kia có ba cái cây nhang bự cao ghê chưa. Đâu rồi, đây nè. Wow, đây có ba nén nhang cao ghê chưa. Các bên kia có ba nén nhang cao tụ, cao quá chị. Con cũng thấy vậy hả? Rồi. Rồi con lấy thắp cho chú đi, cho mẹ ba cây. Nãy mới lên nè. Gió. Hay quá, gió nó không tắt. Ủa, tiếp tục đi con, chừng nào nó cháy thì con mới bỏ nó ra. Đó. Cho âm nha. Hãy đọc kinh rồi đó. Đây cho ông ba cây nhang này.
Rồi, chúng ta đi về. Có hẹn nữa. Đi bye công chú. Chuyện đây. Bye ông nha. Tuần sau tôi lại ra. Bye bye, ngủ ngon nghe Đức Tiến. Tắm mới gội đầu ra này các bạn. Ui, ở đây bây giờ nó cắt cái cây rồi mình đi qua được đường này nè. Nè, Yashi Hair Salon đối diện nhà bà Tám. Đậu xe bên này đi bộ qua. Đường này là đường Bôn Sa. Trời ơi, bữa từ Việt Nam về tới giờ hôm nay mới đầu tiên, lần đầu tiên đi gội đầu ngoài tiệm nè. Bữa giờ gội đầu ở nhà không à. Bữa nãy mới gội đầu tiệm. Rồi, mình đi về nhà. Các bạn biết sao không? Chiều nay là hẹn với lại Chê Nhân, với lại A Muối, với lại bà ngoại. A Muối sẽ chở bà Tám với bà ngoại với Chê Nhân đi lên nhà anh Sĩ ăn cơm. Tám nói cho các bạn nghe cái vụ mà đau dai. Lúc mà ở Việt Nam á là bác sĩ nói là làm 3 lần là về Việt Nam là quên, về lại Mỹ là Tám hết đau dai luôn. Thì lúc đó Tám cũng nghi ngờ lắm. Tám nói trời ơi, làm gì có chuyện mà hết luôn ha, hay quá. Tám mới nói với các bạn để Tám trải nghiệm á. Nếu mà đúng là như vậy là cái người bác sĩ này là đúng. Tám có nói đó. Nhưng mà đúng thì bây giờ là coi như là Tám về Mỹ là Tám hết bị đau vai luôn á các bạn. Vai Tám đâu có đau nữa đâu mà. Ngoài cái đó ra, chăm cứu ra, Tám đâu có làm gì, đâu có làm ai nữa đâu. Đâu có đi ai làm gì nữa đâu. Không có massage, không có đi bấm chỗ khác, không có làm gì hết á. Tám tại vì Tám nói Tám để Tám trải nghiệm mà. Trời ơi trời. Cho nên là để ý là Tám nói là Tám trải nghiệm để Tám chia sẻ cho các bạn biết á. Để mà ai mà ở Việt Nam mà bị giống như Tám á thì cứ đến cái chỗ này. Đến cái chỗ này thì rẻ, có 200 ngàn mà không có nhận tiền tiếp luôn á. Mà làm có 3 lần à. Mà chị Khanh á, ngày hôm qua chị Khanh nói với Tám á là bây giờ chị Khanh hết luôn, coi như là giảm hết 80-90% luôn. Chị Khanh không có bị đau lưng nữa. Nhưng mà cũng có thể là chị Khanh á là cũng là hy hữu nha chị Khanh. Với lại một phần là chị Khanh về lại Mỹ, chị Khanh nằm nghỉ ngơi một thời gian, không có đi xe đi đồ nữa. Chứ giống như là cái ai nè, bữa ai nói với Tám là mình làm hết nhưng mà mình vẫn ngồi làm việc giống như cũ, hoặc là mình giống như cái tư thế của mình á, mình không có nghỉ ngơi thì mình sẽ bị đau lại. Thì hy vọng là Tám không có bị đau lại, nhưng mà cũng khó lắm. Tại vì Tám vẫn làm công việc của Tám, giống như Tám vẫn quay, cầm máy quay, Tám vẫn ngồi edit video. Thì bây giờ Tám không biết, nhưng mà mấy ngày này về là Tám vẫn edit đó nha. Mà Tám chưa có thấy Tám bị đau lại, mà lúc mà Tám về là Tám thấy là Tám hết đau rồi. Chứ lúc đó trước khi Tám làm, Tám rất là đau luôn. Đau mà Tám vừa ngửa lên là Tám ai da liền luôn á. Cho nên là sẵn đây Tám chia sẻ với các bạn là cái kết quả mà Tám đã làm với cái anh bác sĩ này á. Thì là như vậy. Cái gì có thì nói, không có thì không dám nói đâu. Nếu mà Tám đau, Tám không đâu có thể nào mà Tám nói là Tám không đau được. Đau là phải nói đau, chứ đâu có thể nào mà đau mà nói không đau. Mà không đau mà nói đau được, khó lắm. Cho nên là đối với cơ thể của Tám là như vậy nha. Còn tùy, dĩ nhiên là tùy cơ địa mỗi người thì hên xui, may thầy phước chủ mà. Ví dụ như là ai mà coi như là giống Tám á thì là hết. Còn nếu mà ai mà cơ thể không giống Tám thì Tám cũng đâu có biết được. Thì mình cứ thử đi, đâu có tốn tiền nhiều đâu. Không có nhiều, nếu mà tốn tiền thiệt là nhiều thì mình mới suy nghĩ mình nên đi không. Còn bây giờ nó quá rẻ luôn. Chị Khanh khoái quá, chị Khanh còn tính là nói là bây giờ hả, tao muốn đi về tao chữa cho dứt luôn. Chứ mới làm, chị Khanh làm mới làm có 3 lần á. Nếu mà chị Khanh có thời gian mà làm khoảng 10 lần hoặc là 1 tháng là bảo đảm là chị Khanh sẽ hết. Thì bác sĩ nói như vậy, phải có thời gian.
chứ bây giờ có 3 lần à, quá ít luôn. Nhưng mà tại vì tám thì tại tám là tám tám nhẹ, tám bị nhẹ cho nên bác sĩ mới tuyên bố một câu xanh rờn á là về Mỹ là hết. Mà mình đâu nghĩ ha, mình đâu nghĩ trời, mình đau như vậy mà làm có 3 lần làm sao mà hết được, khó mình nghĩ gì. Nhưng mà hết thiệt, quá trời hay luôn. Bây giờ chị Khanh chỉ nói là chị muốn tìm một cái chỗ bên này á để chăm cứu giống như vậy mà không biết có hay không. Mà tánh nghĩ là làm gì mà không có ha. Nhưng mà ngày hôm qua có người nói là ở bên này có chăm cứu nhưng mà dán cái miếng giấy, dán cái miếng gì tròn tròn xong rồi có điện. Thì còn bên Việt Nam là không phải cái dán đó, mà bên Việt Nam mà là đâm kim. Tại vì cái lúc mà tám làm á, cái xong bác sĩ nói chuyện cái xoa cái đâm cái bắt vô, nhiễm như là kim chích kim cắn, chứ không phải đau giống như là mình chích ngừa kim, không có đau vậy. Như là đâm vô thì dĩ nhiên mình chích một cái, nó chích một cái vậy đó. Mà tám đâu có sợ mấy cái đó. Bác sĩ nói sợ không? Dạ không, đâu có gì đâu sợ. Trời ơi, có gì đâu sợ. Chích một cái chút xíu à. Xong rồi bắt đầu hả, mở điện lên. Chỉ là lúc mà bác sĩ, hình như lúc đó bác sĩ có, lúc lần thứ hai á, bác sĩ có chích chứ tám ở trên đầu, cái kim trên đầu. Mà các bạn biết xong lúc mà bác sĩ ngày đầu tiên hay là ngày thứ nhì quên rồi, cái bác sĩ nhìn tám, bác sĩ nói xong cô này hình như là bị thiếu ngủ hả, sao mà ngồi đây nãy giờ nói chuyện mà ngáp mấy lần mà tám đâu để ý đâu. Bác sĩ nói cái tâm quê quá, tâm nói dạ đúng rồi. Ủa bác sĩ sao biết em thiếu ngủ? Cái bác sĩ nói thì thấy nãy giờ ngáp cái mắc cỡ sợ luôn, mình ngồi mình ngáp nào không hay. Cái bác sĩ nói là máu không có lên não, người mà người ta bị máu mà không lên não á là nó hay bị buồn ngủ lắm, ngủ hoài à. Xong rồi bác sĩ cái qua ngày mai bác sĩ mới chích cái gì trên này nè, cũng châm cứu trên đầu cho tám á. Coi như là bác sĩ nó hỏi đau ở đâu là bác sĩ làm ở đó, chứ không có làm tùm lum, không có làm một lần mà lưng dai tùm lum đâu. Dai là làm dai, lưng là lưng, chị Khanh nó là làm lưng không, tám là làm dai không. Ở trên này nè, dự thành như là tám cảm giác như bác sĩ chích mỗi bên là 2 mũi ở đây, rồi 2 mũi ở đây, 2 mũi dưới đây, hình như ở dưới đây nữa đó. Đó, như là cái phần nguyên một cái phần vai thôi. Xong rồi cái điện nó vô cái nó giật cũng đã lắm. Thì ai ở Việt Nam thì mình ở Sài Gòn á thì mình cứ thử đi, đâu biết được. Nhiều lúc Chúa cho mình tìm được một cái chỗ để mình hết đau sao. Lúc nào tám cũng nghĩ vậy đó, lúc nào tám cũng nghĩ tất cả những cái gì mà xảy ra tám đều nghĩ là do Chúa sắp đặt cho tám, Chúa cho tám hết à. Chứ mình không nghĩ là mình tự mình có được đâu. Cái gì cũng vậy á, có lý do hết trơn. Tự nhiên cái bữa đó tám nghĩ ôi nếu mà không có chị Phương đi, chị Hương coi làm sao mà mình biết được cái chỗ của cái ông bác sĩ đó mà mình đi. Mà rõ ràng là đáng lẽ là không có hẹn có chị Phương, mà tự nhiên chị Hương chỉ rủ, mà chị nói là ít khi nào rủ nó mà nó đi được lắm. Tự nhiên cái bữa đó rủ cái nó đi được à, là cái chị Phương đó là Phương là nó là ở, tự nhiên Phương đi được, tự nhiên Phương đi được xong tự nhiên cái ngồi cái tự nhiên lòi ra cái vụ mà cái người bác sĩ này. Mình nói chung là nó có một cái gì đó nó sắp xếp, mà một cái thứ như là một cái điều mà người vô hình đó người ta sắp xếp cho mình, giống như kiểu thiên thần á ở chung quanh mình vậy nè, sắp xếp cho mình hết. Là những cái cuộc gặp gỡ, một những cái cuộc mà những cái câu chuyện mà nó đến với mình á, nó đều có một cái nguyên do hết á, mà nó rất là vi diệu nha. Mình không có tưởng tượng được là tại sao, ủa tự nhiên lúc đó mình vậy mình tính vậy, nhưng mà cuối cùng tự nhiên nó đổi lại tùm lum tùm la, rồi cuối cùng mình lại được đi chữa bệnh cái này để mình hết đau. Chứ không thôi mình đau kiểu đó, trời ơi mình lúc đó nó gấp rút của mình đâu có thời gian nữa. Lúc đó mình nghĩ là không biết làm sao mà mình cứ đi liên tục đó. Tự nhiên cái bữa ngay cái ngày đó là cái ngày mà hẹn với chị Hương, tại vì mình không có ngày nào để mình hẹn với chị Hương á, mình hết ngày luôn.
rồi đáng là cũng không gặp chị Hương luôn. Cái thì chị Khanh mới nói à, thơ mày ráng mày hẹn gặp chị Hương một buổi đi, chứ kỳ quá à, về đây mà không gặp chị Hương. Xong cái Tám mới suy nghĩ cái giờ, cái Tám mới nói thôi bây giờ Đà Lạt mình nghỉ một buổi, mình như là thay vì Đà Lạt ngày 20 mình mới về tới thì mình đi về sớm một như là mình chủ động á, mình lùi lại một ngày, mình đi về sớm ngày 19 để ngày 20 mình gặp chị Hương là như vậy á, chứ đáng lẽ đâu có gặp chị Hương được đâu. Cái lùi lại coi như là lên lịch đổi lại là về sớm ngày 19 để sáng sớm ngày 20 là hẹn với chị Hương đi ăn sáng, là tính như vậy. Rồi chị Hương mới dắt mình đi này kia nọ, làm móng, không phải làm móng, chị Hương dắt mình đi massage, rồi chị Hương dắt mình đi làm tóc này kia đó ấy. Chị Hương chỉ muốn là một buổi với chị để mà chị dắt đi relax này kia, chị dắt đi mà cuối cùng đó là coi như là thay đổi kế hoạch để mà được gặp chị Hương. Và cuối cùng gặp chị Hương là cái phụ thôi nha, là cái người gặp, cái người mà chữa dài chữa lưng cho mình là chính á, công nhận rất là hay luôn. Mình nghiệm á, mình không tin là không có được đấy, tất cả mọi thứ là Chúa đã sắp xếp cho mình hết đó. Tám nghĩ như vậy á các bạn, không biết các bạn nghĩ như sao, nhưng mà Tám nghĩ như vậy đó. Cho nên bây giờ mình thấy mình cái vai mình nó hết đau mình mừng, mà chị Khanh hết đau lưng chị Khanh cũng rất là mừng, chị Khanh mừng lắm. Chắc nói trời ơi tao không có ngờ luôn, giờ tao đỡ thiệt là đỡ luôn. Rồi tạm biệt các bạn tại đây nha, rồi có gì chiều nay á có đi với lẹ muối cha nhân nói là nhiều chuyện để cha phải kể cho Tám nghe lắm, để về đi gặp đi rồi cha kể cho Tám nghe. Xong rồi nói ok rồi, có gì gặp cha kể cho con nghe nha, rồi có gì Tám quay cho các bạn xem. Chúc các bạn một ngày an lành và hạnh phúc nha. Bye bye. Facebook và số điện thoại liên lạc của bà Tám Căn Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Căn Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.